Xin chào anh em chú bác quan tâm đến kênh Điêu Qua Tình Hình nha. Tiếp tục giới thiệu tới anh em một số dụng cụ nhật ha. Phần này thì mình làm hơi gấp bởi vì có một cái nói chung cái bộ mà kiểu như combo số 1 số 2 như phần 34 thì 64 thì anh em hỏi mình rất là nhiều ha. Cái anh này nhắn tin cho mình chắc cũng 5-7 lần rồi ha. Bởi vì vậy cho nên mình làm gấp thêm một bộ nữa nha. Đó, một bộ nó cũng giống tương tự như cái bộ kia thôi, nó 2 ký rưỡi giá 250 nha. Nó có mà led và mấy cái ống tiếp chữ L ha. Và ở đây thì có 5 cây cảo, hiện tại mình đang có 5 cây cảo ép này ha. Mình đánh 5 số luôn cho anh em tự ghép nha. Bởi vì ở đây thì nó chỉ có 2 cây này giống nhau thôi, còn lại 3 cây thì 3 size nó tương đối nó khác nhau ha, thì anh em ghép nha. Và hai combo này. Ok, anh em nào quan tâm thì anh em đừng quên bấm like ủng hộ kênh ha. Còn nếu anh em là lần đầu ghé kênh chưa bấm đăng ký thì nên nhớ bấm đăng ký và bấm chuông nha. Để rất cảm ơn anh em nha. Ok, cái bộ đầu tiên này thì nó rất là quen thuộc rồi ha. Nhưng mà tuy nó quen thuộc mà mình có bán một lần 10 bộ thì mình vẫn show cho anh em biết đó là anh em sẽ nhận những món gì nha. Rồi. Thấy đa số nó đều anh em thấy nó đều khắc rất là đẹp đây ha, không đến nỗi nào nha. Tất nhiên những bộ này thì anh em lưu ý nó không phải là những hàng xuất sắc hoặc là những hàng mà cho anh em sưu tầm này kia nhé, chỉ là làm lặt vặt gia đình thì nó sẽ rất là phù hợp, bởi vì với 250.000 nhưng mà anh em có rất là đầy đủ số, thậm chí nếu mà anh em mua hàng chợ thì đôi khi nó cũng không rẻ được như vậy nha. Đó. Thì nó phải phù hợp với mục đích của anh em ha, còn hàng này thì không thể mua mà gọi là sưu tầm được anh em nha. Đó. Em thấy những cây ha, đó. Những cây này thì nó không hát khác gì hàng tuyển chọn ha, đó. Có một vài cây rất là đẹp. Ok anh em nha, rồi bó luôn nha. Mỗi cây mỏ led size 200 hàng trơn ha, làm khá là dày, tuy nhiên nó là hàng trơn nha, đó, trơn tru với lại cái miệng cũng còn tương đối ha, đó. Đó, đoạn trong nó hơi xích tí này, về anh em sẽ trở về 7 tí nha. Đó. Còn nếu không thì cũng không có con ốc nào mà quá nhỏ như vậy anh em ha. Nào, mình thấy nó có rơ mà rơ ít thôi. Hàng này thì hàng trơn thôi nha anh em. Nào. Và ba cái bộ chữ L nha. Ba cái ống điếu chữ L này ha. Đặc biệt ở đây có số 13 nè. Số 13 rất là hiếm ha. Với có chữ L giống như xe lắc sạch ha. Số 17 nha. Và số này có lẽ là 21 ha. Ok. Ba số rất là phổ thông luôn ha. Đó. Số 1 nó vẫn vậy nha, giá là 250.000 cho một cái bộ 2,5 ký nha. Tới cái cây số 2. Bởi vì đợt trước có nhiều anh em hỏi mua cây đơn á, thì để tránh việc anh em tách thì đây mình tách sẵn luôn ha, nó tiện cho anh em nếu mà thích mua cây đơn. Cây số 2, số 3 thì nó giống nhau thôi. Cây số 2 thì 101 nha, còn cây số 3 thì là 130 ha. Thì nó là kích thước của nó là 50 x 150, thì có nghĩa là nó sẽ kẹp được cái độ rộng từ tâm này vô đây là 50, còn chiều này là 150 nha. Rồi. Hàng này thì cũng là hàng trơn anh em nha, hàng trơn thôi ha. Đó. Nó giống những cái cây hàng Nhật, nhưng mà ở đây thì nó không có cái nhãn hiệu nào cho nên mình coi nó hàng trơn nha. Răng này, thép này kia nó cũng khá là ok ha, nó nặng 300 g nha. Cái số 3 cũng vậy ha, có điều nó mới hơn ha, mới hơn tí. 130 nha, cái số 3 130 nha. Cái số 4 thì nó cái này là nó uống liền nha, đó, nó uống liền luôn từ một cái thanh qua ha. Nó dày hơn tí xíu, nó nặng hơn tí xíu, 350 g. Ở đây thì nó có chữ VFF 20-5. Cái form này rất là giống form của hàng top nha, nhưng tuy nhiên ở đây thì nó cũng không có chữ top, nó có chữ OT ở đây thì mình cũng chưa có rõ nó là thuộc hãng gì nha. Đó, anh em xem như là hàng trơn nha, nhưng mà anh em thấy thép nó cũng rất là chuẩn ha. Đó. Cái nước thép nhìn rất là lì ha. Đó, cái này kích thước của nó là 5-20 nha, nó dài hơn cái kia 5 cm ha. Đó, đoạn này qua đây là 5 này, rồi nó có thể kẹp được độ dày là 20. Đó. Cái tay nắm nó giống như cái tua vít vậy anh em nha. Đó. Giả sử khi mà nó bị gãy bị bể thì anh em hoàn toàn có thể độ tay nắm gỗ hoặc là tay nắm mũ nào đó ha. Ok nha nè. Sọng rất là chặt ha. Rồi. Cây số 4 là giá 150 nha. Nó nặng 350 g nha. Tới cây số 5. Cây số 5 thì nó ngầu hơn hẳn ha.
nó là 280, nó kích thước nó thì nó to hơn hẳn, bởi vì đoạn này vô đây nó tới 80 nha, và nó có thể kẹp được tới 20 cm ha. Đó. Anh em lưu ý cái thông số để anh em mua nó phù hợp với nhu cầu của anh em nha. Anh em thì thấy tất nhiên những cái vít mê này là quan trọng nhất thì nó rất là mới, anh em yên tâm ha. Đó. Cái cán gỗ này thấy nó nứt tí xíu nè. Gỗ thì cái này thì đơn giản thôi, nhưng mà nó còn rất là chắc, anh em xài còn rất là lâu nên anh em yên tâm nha. Ở đây thì nó có cái logo hãng của nó ở đây nha anh em. Giống như chữ ALV á, thì nó cái hãng này thì nó cũng hơi lạ lạ ha. Tuy nhiên nó có logo thì nó vẫn hơn không anh em nha. Cái này còn khá đẹp ha. Rồi, cái này thì giá là 200 ngàn anh em nha. Rồi. Bạn rất là chặt luôn nha. Rồi. Cái số 6 thì kích thước nó rất là lớn anh em nha. Đó. Tới 80-300 thì có nghĩa là cái độ này thì nó bằng cái kia là 80, nhưng mà nó kẹp được cái độ dày tới 30 cm nha. Cái này thì nó thiết kế tay nắm nó anh em nhìn tay nắm tuy nó hơi cũ xíu ha, nhưng mà tay nắm bằng nhựa khá là xịn á. Với lại khi mà anh em siết vô, anh em cần thêm cái lực thì anh em có thể để cơ lê vào đây anh em siết được nha. Đó. Thiết kế này là dùng để cho anh em để cơ lê vào siết cho nó chặt ha. Rồi. Thì cái này anh em thấy răng tất nhiên là cái vít me nó còn rất là ok ha. Đó. Thân thẳng thớm ha. Rồi. Cái này nó không có cái logo giống như cái kia anh em nha. Chữ giống như cây kia. Đó. 660g nha. 240 ngàn ha, cái số 6 nha. Rồi. Đó, anh em thích mua đơn hoặc là em thích ghép với cây nào thì tùy nhu cầu anh em nha. Rồi tới combo số 7 thì nó gồm ba cái món lạ lạ ở đây ha. Đó. À, thật sự cái món này thì mình không biết chính xác nó trong cái ngành gì nha. Đó ha, trong da thuộc này kia thôi chứ còn không chính xác được ha. Nó có hai cái đinh rất là nhỏ ở đây ha. Đó. Và cái này nó dài tới phải 25 cm nha. Đó. Cái này mình cũng về dính về khoảng 5-7 cây được trước mình có bán này ha. Rồi. Một cái cây này là chắc là tầm 16.5 ha. À 15.5 anh em nha. 15.5 nha. À, và một cây này thì đẹp hơn, cây này có hãng luôn ha. Cây này tới 18.5 nha. Loại này thì mình cũng không rõ, để chắc có lẽ là cắt da hay gì đó thôi ha. Anh em nào làm trong ngành này thì anh em xem thử cần thì liên hệ nha. Rồi. Cái này tới 18.5 nha. Ở trên công tán này mình thấy nó có cái logo, có chữ trên này nha, chữ M. Cái này còn khá là mới ha. Đó. Mấy cái này thì mình chưa vệ sinh qua nha nè, bởi vì nó cũng loại này nó mãi nóc cho nên nhìn nó còn tương đối mới nha. Rồi. Ba cái này thì giá là 130 ngàn nha. Tới combo số 8 thì 250 ngàn ha. Tới ba cây này nha. Ba cây này nó nặng 2 ký hơn tí xíu nha. Thì hàng này thì mình bán là hàng lỗi ha. Tuy nhiên mình có thử sơ cho anh em nha. Vì loại này thì nó ngoài ý muốn của mình ha. Nên mình loại này khi mình lấy lắm. Tuy nhiên cái loại này á, nếu mà đúng thì giá nó sẽ rất là mắc anh em nha. Đó. Nó không có dưới 250 một cây ha. Đó. Rất là mắc. Tất cả đều là hàng của sản xuất của Nhật hết nha. Như cái này là của Bostik ha, cũng là hàng siêu bền. Nói chung là tính ra mỗi cây lớn kia là 100 ngàn, cây này 50 ngàn, rẻ như hàng chợ luôn ha. Anh em nghiên cứu phần kéo ra thay vì đó ha. Rồi, hai cái này thì có một cây là cái này thì là bóp được nè. Anh nhìn sơ nó chỉ như vậy nha. Đó. Mình nên thấy cái chữ mắc ha, TG-C nè. Hãng mắc này thì nó rất là nổi tiếng về bấm ghim hoặc là súng bắn đinh này kia ha. Nó rất là chuyên luôn ha. Đó. Nặng, cực kỳ nặng luôn ha. Ba cây, tính ra cây này gần cả ký, cây kia rất là nhẹ ha. Đó. Đó. Cái cuối cùng này thì nó bị kẹt nha. Thì anh em về ngắm cứu thì mình thấy phần trượt này kia nó còn giống như cái kia thôi. Nó cũng là mắc TGC luôn, cùng mã luôn nha.
này cũng ngắt rồi, rồi ok. Số 8 là giá 250.000 nha, hai ba cây đó 2 kg hơn tí nha. Rồi ok, anh em nào quan tâm thì anh em vui lòng xem thật kỹ nha, để anh em lựa đúng cái món mình cần ha. Rồi, cảm ơn anh em xem hết clip nha. Xin chào anh em.